Ok, hello anh em. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại nhá. Ok. Tối rồi anh em ạ, đi ngủ cái đã. Rồi. Đấy. Như anh em có thể thấy đây, đó. Tôi đã có một cái tấm thảm rất là đẹp bởi vì tôi nhận ra đó là đây này. Đó là nếu mà tôi mà không để gì, đó, thì trông hơi trơ trụi, thì trông nó hơi kiểu là hơi cổ xưa đúng không? Trông nó hơi bẩn bẩn của gì ấy. Nên là tôi cho thêm một tí thảm vào cho nó đẹp. Đó, khá là đẹp. Nhưng mà mình cho thảm vào thì mình bị kẹt ở đầu anh em ạ, đấy thì mình sẽ không đi qua được. Đó. Mình muốn đi qua được thì mình phải ngồi xuống. Ok. Ở đây thì là cái rương, thì là cái rương cây lúa cái thứ là tôi đã để hết ra bên kia rồi. À, bây giờ cái rương này là trống không rồi, không có gì rồi. Đó, tôi cũng để thêm một chút thảm vào đây này. Đó. Được rồi, tôi đi giới thiệu cho anh em một tí. Đây. Đây là cái rương cây của tôi đây, nhiều không? Quá là nhiều. Và đây là cái rương mà những cái dụng cụ mà nó có thể liên quan đến nông trại thế hay là bò hay cừu cái thứ đấy, những cái dụng cụ ấy hoặc là những cái sản phẩm của mấy cái con đấy. Đó. Đây, cái này là cái loại cây để thỉnh thoảng tôi cho cáo ăn đây. Á chà. Skeleton này. Một phát vào đầu. Úi giời chết luôn anh em ạ. Úi giời, thiện xạ mà. Tốt lắm, rồi, được. Nhá. Này. Đây á. Và tôi đã mang tất cả những cái em cáo á, mà trước tôi bắt về tôi mang ở đây đấy. Và tôi cho các em sinh con đây đấy. Anh em thấy con cáo nhỏ không? Ồ, xinh không em? Đó, con cáo nhỏ này rất là xinh anh em ạ. Đó. Đây anh em nhá. Thì nếu mà anh em mà muốn, anh em mà muốn anh em muốn thu phục một con cáo đúng nghĩa ấy, thì anh em phải, anh em muốn thu phục một con cáo đúng nghĩa là anh em phải đợi cho hai con cáo lớn nó sinh con ấy, xong anh em dùng cái dây anh em buộc con cáo nhỏ và anh em lôi nó đi khỏi hai con cáo lớn đó, và anh em cứ để nó ở bên cạnh anh em một thời gian ấy thì nó sẽ quen với anh em và nó sẽ không chạy khỏi anh em nữa. Đó, rồi như vậy khá là hay đúng không? Ok, đây chúng ta cùng vào bên trong nhá, tôi giới thiệu cho anh em một tí đó. Tôi đã mang được các em bò về rồi. Ồ, ôi dồi ôi, đồng đô. Ồ. Thế vì trước là mình có bò con nhiều mà nên quanh thì có nhiều bò, thế còn cừu ấy, cừu là tôi phải chạy đi khá xa để tôi tìm đấy. Và tôi mới tìm được hai em, sau thì tôi cho chúng nó ấy, sau thì chúng nó sinh con đấy. À. Còn tầng 2 thì chưa có cái gì. Tầng 2 nếu mà sau này được thì mình cũng làm cái chuồng đúng không? Ok, đây. Chào các anh lợn. Ủa rồi. Chào mấy anh ạ. Đã. Rồi, này, cái lợn con này, mặt to thế, đầu to thế. Đây, chuồng này thì chưa có cái gì hết. Thì tôi cũng đang tính là không biết là nên để con gì vào trong cái chuồng ở đây. À, chưa có cái gì hết. Còn đây. Ui dồi, chuồng ngựa này hả? Chuồng ngựa. Và tôi đã mang cái em lạc đà của tôi các bạn ấy. Cái này là em lạc đà của tôi chứ không phải là của cái thằng nào nhá. Đây là em lạc đà của tôi hả? Tôi đã mang em về đây rồi. Ok, đó, hiện tại là chuồng nó mới chỉ vậy thôi. Đó, cái ruộng của tôi đây. Hôm qua tôi mới thu hoạch xong. Thế là tôi mới trồng lại thêm đấy. Nên là anh em nhìn cây nó vẫn còn hơi non, đúng không? Đó, hôm qua tôi vào và tôi làm trước khá rồi. Và đây, cái tòa này tôi cũng đã cắm thêm khá là nhiều đuốc anh em ạ. Nên bây giờ là nó khá là sáng rồi đấy. Đó, đẹp. Đó, xong. Bây giờ tôi sẽ cất tí xương anh em ạ. Đó, thì hôm nay ấy, thì cái nội dung hôm nay tôi sẽ làm ấy, đúng không? Hôm nay tôi sẽ làm. Từ từ anh ạ, cho tôi nhảy cái. Nhảy cái. 1 2 3. Ok các em nhá. Ok. Rồi. Đấy, em nhìn thấy cái giáp của tôi nó hồi hết sạch chưa? Đẹp không? Mới kinh khủng luôn đúng không? Đấy. Mending đấy anh em, tất cả nhà mending đấy. Hôm nay tôi sẽ làm, tôi sẽ vào địa ngục các em ạ. Tới vào trong địa ngục và tôi xây một cái một cái căn nhà nhỏ trong địa ngục. Đó là thỉnh thoảng khi mà mình mà đi ở trong đấy xong thì mình còn cất đồ vào trong đấy luôn đúng không? Kiểu là một căn nhà để mình trú lúc đấy luôn đúng không? Đó. Mà đầu tiên tôi phải đầu tiên thì anh em có thể thấy là cái cổng địa ngục của tôi nó rất là trơ trọi đúng không?
có mỗi mấy cục đá bên dưới trông rất là chán đúng không? Tôi sẽ xây cải tạo cái cổng địa ngục một tí. Tôi đã chở một em rùa về các bạn, thế quái nào. Em rùa thì em mới tự em mới tự ngồi vào cái ấy của tôi các bạn. Em tự ngồi vào thuyền của tôi chứ. Trời ơi, cháu hay vậy. Hay đấy. Ok. Thôi rồi, thả em về. À, đấy, bây giờ tôi đã lại có một em rùa nữa anh em ạ. Ok, ui dồi ôi, ngon quá nhở. Sau này nếu mà được tôi sẽ làm một cái chuồng rùa ở đây, chuồng rùa gần gần nhà mình đó. Chuồng rùa gần gần nhà mình, sau này mình sẽ nuôi hết tất cả con luôn, con nào mình cũng nuôi luôn anh em ạ. Và tôi chưa bao giờ tôi bắt mèo về cho anh em nhỉ, nếu muốn bắt mèo là phải có cá đấy, phải có cần câu à. Ui dồi ôi, cá à, ui, cá tôi nhiều lắm, đây này. Cá thì tôi nhiều lắm, trời ơi. Đây rồi, máy farm cá của tôi chả có tác dụng gì ngoài chuyện là bắt cá anh em ạ. Đấy, khá nhiều, cả 4 loại cá luôn. Ok anh em nhá, thì tôi sẽ cất cá đi tí rồi sau tôi sẽ cầm đồ ra để tôi trang trí lại cổng địa ngục ký cho nó đẹp đúng không. Ok, để tôi cất cá đi nào. Đây, được đồ ăn đây. Con cá purple fish này là mình mà nó là cá nóc anh em nhá. Nếu mình mà ăn là mình bị dính độc đấy, không nên ăn anh em ạ, cất đi. Ok. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ gỗ, tôi lấy gỗ. Cũng may là hồi trước tôi chặt khá nhiều gỗ, cho nên là dù tôi xây xong cái nhà kho nhưng tôi vẫn còn thừa một chút anh em ạ. Gỗ à, thì xây cổng địa ngục chắc là tôi nghĩ là mình nên dùng gỗ này. Tôi cái gỗ này đẹp, mình nên dùng gộp cả hai gỗ đi anh em nhỉ. Gộp cả hai gỗ lại cho đẹp. À, đây thì cái cổng địa ngục của tôi rất đơn giản thôi anh em ạ. À đúng rồi, tôi cần thêm một chút đá nữa anh em ạ, một chút đá nữa. Nói chung là bây giờ mà tôi xây cái gì tôi sẽ cố gắng để mà tôi tự tôi tự sáng tạo tôi xây anh em ạ. Chứ mà tôi thật chứ tôi lên mạng tôi học rồi thì mấy anh ấy hướng dẫn mệt quá. Thỉnh thoảng mấy em mà lên mạng mấy em xem hướng dẫn ấy thì anh em sẽ gặp một vài trường hợp như kiểu là á, tôi xây xong mái rồi nhá, hiểu trông có thì đang xây tường thì ô từ từ hình như mái là cần phải át thêm một tí. Đấy, chung là vậy là thốn lắm anh em ạ. Chung là có rất nhiều builder ở trên mạng là xây theo kiểu như vậy và nó khiến cho chúng ta rất là mệt anh em ạ. Đừng học theo xây trên mạng em nhá, hãy tự xây em nhá, tự xây. Ok. Đấy, mở rộng cái bè ra một chút. Để bè đá luôn anh ạ, bè đá xịn luôn. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu bằng cái này này. Bắt đầu bằng cái này đi. Ở đây, chúng ta sẽ dùng hai cái này. Ở đây đi. 1, 2, 3, 4. Đó. Đau. Chết rồi nha mọi. Ok anh em, đó. Rất là ok đúng không? Đó, xong bây giờ chúng ta sẽ làm gì ta? Bây giờ chúng ta sẽ là đặt cái lock vào đây này. Đặt cái lock vào đây này. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Cũng gọi là xây trang trí tí rồi anh em ạ. Đó, tôi không biết là có đẹp không. Anh em thử nhìn thử xem đẹp không. Từ từ, tôi xong rồi tôi cho anh em nhìn thử. Đẹp lắm, đẹp lắm, đẹp lắm, chắc chắn đẹp, chắc chắn đẹp. Cam đoan với anh em luôn. Tôi mà xây chắc chắn đẹp. Rồi. Rồi. Đấy, xong. Đấy. Ok không? Đấy, trông nó cũng gọi là nó có nó ấy hơn một tí đúng không? Nhầm. Đúng không anh em? Trông cũng gọi là ổn áp hơn tí đúng không? Đấy, khá là ổn anh em nhỉ? Khá là ổn đấy, tôi xây thêm cho tôi cái mái em nào. Đưa anh tí gỗ em này. Gỗ nào ta?
gỗ này đi, dùng cái spruce này xây lên tí là được rồi. Đây, thêm cái stair nữa là được rồi. Ơi, nhầm nhầm. Ui Sương, chào em, trời ơi. Sao thế em? Khổ thân Sương. Sương có mỗi mình ở đây, thế còn trong cái thì ở bên kia một đống cáo anh em ạ. Nhưng mà Sương phải ở lại với tôi anh em ạ. Sương nó sẽ được ở với tôi đúng không? Sương ở đây Sương còn canh nhà tôi chứ. Thông minh chứ anh em. Rồi ta xây một tí nào. Ta xây đây, chả cần đến cái stair đâu anh em ạ. Cần đến cái stair đâu. Stair chắc là mình xây một chút ở đây được rồi. Stair. Tối rồi anh ạ, tối rồi. Tối nhanh quá nhỉ. Ok, mình sẽ xây ở đây này. Chúng ta sẽ xây 1, 2, 3 này. Xong lại 1, 2. Ấy. Nhầm rồi. Ok. Rồi. What? Ấy. Ok. 1, 2, 3. 1, 2, đấy. Chẳng chỉ thế thôi, dừng đâu đấy. Đấy, chúng ta ngủ ở đây cho đẹp này anh em đấy. Thực ra tôi xây chỗ này là ý là tôi muốn xây cái chỗ tôi ngủ mà đấy. Thế anh em thấy không, nó lòi ra đúng hai bộ lóc để tôi ngủ luôn, rất là perfect anh em ạ. Đó, rất là đẹp. Hết mấy cái rồi nhỉ. Nào, tôi tìm tiếng nữa nào. À, đúng rồi, nó hơi bị ấy đúng không? Nó hơi bị thiếu một tí nhỉ. Nó hơi bị là, kiểu là nó ok. Slap slap. Rồi rồi rồi. Ok anh em, đấy, xong xong. Đó. Đẹp không? Đây nữa này, đây tôi lấp bên dưới đã. Đấy. Tôi lấp bên dưới tí. Lấp bên dưới tí, lấp bên dưới tí. Ok, xong xong. Đẹp quá. Đẹp quá. Đẹp quá anh em ạ. Đây. Có tí đuốc, chúng ta cắm tí đuốc vào đây các bạn. Có được không? Rồi, được rồi. Nó hơi cao anh ạ. Nó hơi cao. Ok. Ok, xong rồi, xong. Chúng ta chuẩn bị được vào trong địa ngục để ấy rồi anh em ạ. Nào, nốt cái nữa nào. Rồi, xong. Ok anh em ạ, bây giờ chúng ta sẽ cùng mang đồ vào trong địa ngục để chúng ta xây nhà ở địa ngục anh em nhá. Đấy, rất là đẹp. Địa ngục à? Ừ, tôi lấy tí đồ nào, đồ nào ta? Tức là, tôi hết gỗ trong địa ngục của anh ạ, tôi hết gỗ rồi. Tôi mang cái Black Stone này vào đi, đúng không? Black Stone này là trong địa ngục mà. Ok, xong tôi mang thêm tí gỗ này vào này. Ở đây tôi mang thêm cái khối đỏ đỏ này vào này, mang hai khối đi. Ok, cả chúng ta vào địa ngục thôi. Rồi anh đi rùa nhá. Đi em nhá. Trời, rùa nằm trong vừa khít nhỉ. Trông khá là perfect này. Em thử nhìn xem. Khá là perfect đúng không? Đẹp. Tôi cắm thôi, tôi cắm đuốc ở đây cho không ấy lắm nhỉ. Đây, cắm hai bên cạnh này đi. Ok. Rồi. Vào thôi anh em ạ. Vào gặp mấy anh Enderman. Bắt tay chào hỏi mấy anh ấy tí anh em ạ. Lâu quá không gặp mấy anh ấy rồi. Đâu rồi đâu ơi? Anh Enderman đâu? Từ từ cắm đuốc cái đây anh em ạ. Tối quá rồi. Ok. Đám chào mấy anh ạ. Chào mấy anh. Sao mấy anh có thanh kiếm nó lấp lánh đẹp thế? Mấy anh có nhớ em không? Trước là em hay xuống đây em đào mảnh vỡ đấy, anh nhớ em không? Đấy, nếu mà anh em nhìn kỹ thì lận có vẻ nhìn nhìn mình đang kiểu đang cố nhớ đấy, đang cố nhớ kiểu kiểu mày thằng nào kiểu thế. Trời ơi. Trời ơi, chỉ nhớ mấy anh kém thế. Ôi. Mấy anh làm thế. Mấy anh phải hiếu khách vào chứ. Mấy anh chả nhớ tôi luôn anh em ạ. Rùa trong cái gua này chỉ có đúng một mình tôi. Ok anh em ạ. Đâu thế, cổng của chúng ta đâu? Cổng của chúng ta đây à? Ok. Tôi có một kiểu quốc khỏe quá.
Cô khỏe quá, xây cho đẹp, xây cho đẹp. Kệ em nhá, tôi có một kiểu nhà cực kỳ đẹp và tôi muốn hướng dẫn anh em xây. À, chào anh. Chào anh. Sao anh cầm cục gì đẹp thế? Cầm cục gì đẹp thế anh? Ủa, chết ngay. Ui, hai ngọc luôn mất tới hả? À, tôi có lúc tinh ba mà. À, tôi có lúc tinh ba mà. Trời ơi. Này mà sao mày đi em nó thích lắm. Tôi đào cái tiếp này cả. Đào 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 đó. Chúng mà tôi có một kiểu nhà rất là hay mà tôi muốn xây cho anh em xem. À, nhưng mà trước tiên thì chúng ta phải đào cái này đã anh em ạ. À, nhà trong hang em ạ. Ấy, à, trong hang, ở trong hang. À, đã xây nó sâu sâu bên trong này. Đào mấy cái này lên nhanh level ấy nhở. Hồi trước là tôi mất khá là nhiều level, với cả là anh em biết vì sao mà level của tôi lại lên chậm vậy không? Bởi vì là chủ yếu là nó dùng level của tôi để nó sửa mấy cái giáp của tôi đấy. Nên là anh em thấy cái giáp của tôi nó mới đây này, nó mới ổn áp hết rồi. Nhưng mà tôi thì cái level của tôi mới tí đúng không? Bởi vì là ấy mà. Ấy chà. Ủa, tao bắn thẳng mặt tôi luôn ạ. Ủa, còn mới dậy này. Bắn đi, bắn đi, bắn đi nào, cả bắn đi, bắn đi. Chết chết chết. Ôi xịt rồi, xịt rồi, xịt rồi. Nó chết rồi anh ạ, nó chết rồi. What the hell, vì sao mà nó né được phát đấy? Tôi phải thể hiện trình thiện xạo tôi mới được. Chúng, ui rồi ôi, ha ha, trời ơi. Anh em thấy tôi bắn chuẩn không? Tự hào quá anh em ạ, thật tự hào quá. Đuốc câu rồi. Ok, cầm tí đuốc kìa, lấy cái bánh mì ra ăn nào. Bánh mì ngon quá. Ok. Ok các bạn ơi, bây giờ chờ trên trái quốc của tôi sắp hỏng rồi nhờ. Ở đây thì nếu mà anh muốn sửa quốc thì anh cũng cứ đào đây là đó. Đấy, cái XP nó chui vào trong cái quốc của anh em. Đó, quốc anh em sẽ được hồi rất là nhanh. Mà tôi thấy nó chả hồi tí nào. Quốc của tôi có mending mà đúng không? Có mà. Đầu tiên là chặt tí cây đấy các bạn, bởi vì tôi xây nhà này là tôi rất là cần cái cây màu xanh này này. Nhưng mà cái cây màu xanh này hình như nó không có cái hạt giống của cái cây màu xanh đúng không? Thì là mới hết cây màu xanh thì mình không làm cho nó ấy lại được đúng không? Còn không? À đây 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 còn đây. Trời ơi, thằng nào đào mà đi để cho nó bị lơ lửng cây này. Thằng nào mà nó vô trách nhiệm này anh em. Rồi, chứ không biết là cái màu xanh này nó làm được cái gì không anh em nhở. Đây này, cái màu xanh này này, quá có làm mình có làm được cái gì với cái khối màu xanh này không, hay là chỉ là cái lá cây thôi à? Hình như mình chả làm đấy quái gì thì nó với cái khối màu xanh anh em ạ. Chỉ là cái lá cây phong phạch thôi. Đấy, anh em phải thấy là quốc của rìu của tôi là chặt rất là nhanh. Ok. Nhờ có rìu thần đấy nên là trước tôi làm cái là nhà kho khá là tiện. Đấy, chặt tí cây. Chặt tí cây, chặt tí cây xong rồi tôi làm này. Tí cây, đâu ấy? Hết cây rồi à? À đây, đây, đây. Cây đẹp nhở. Cây đẹp nhở. À, tôi nhớ rồi. Là mình dùng bon mê mình ấn vào mấy cái nấm này này, mấy cái nấm màu xanh xanh này là nó sẽ thành cái cây này. À, tôi nhớ rồi. Hóa ra là mình cũng có cách để mình làm cho cái cây. Ôi, what the hell? Sao nó có cái nấm màu đỏ này? Cái nấm màu đỏ này mà mình mà cho trồng lên thì nó ra cái loại cây màu đỏ đấy, ngon quá. Đào đi luôn. Tốt quá. Chốc nữa, chốc nữa tôi cầm bone meal vào tôi làm cái loại gỗ màu đỏ luôn anh em ạ. Tốt quá. Một à. Tôi đang nghĩ là vừa nãy cái lúc mà tôi vào ấy là tôi đã tính là có thể là mình không có thể là mình phải dùng cái cục đá địa ngục này đây này đó. Cái cục đá đỏ này để mình thay cho cái cây màu đỏ, nhưng mà không ngờ là bây giờ là mình có cây màu đỏ luôn. Ui, này này, có đến mấy cây luôn này, ngon phết nhở, ngon quá nhở. Để tôi ấy thử không nào, tôi về nhà tôi lấy thử cái bone meal ra tôi ấy không nào.
Từ từ anh kiếm nhà tôi về nhà tôi ấy để cái bon mưu nhá. Ok. À, đây 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 đây. À, về nhà cầm cái bon mưu cái. Thử xem là có cho lên cây màu đỏ không anh em ạ. Bon mưu là tôi nhớ là tôi để ở ở cái này này. À. Anh em chuồng của tôi đẹp không? Chuồng có rộng không? Đẹp không? Ok, để tôi xem thử không nào. Cái này mình có trồng ở, mình trồng ở đây luôn nào, what the anh ấy thử xem được không, lên đây về. Không được à, what the hell. Thế đây đi, để tôi đặt thử cái này vào đó, xong rồi đặt tay vào không được luôn à, what, lạ nhỉ. Không được cái các mày. Lạ ta. Lại 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 lại. Tôi vào địa ngục làm thử không sao. Chắc ở trong địa ngục thì sẽ được anh em ạ. Nói, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi? Kia rồi, kia rồi. Được không? Được không? Không không được à? Không được à? Chắc là phải để ở cái cỏ xanh mới được à? À, mình để ở cỏ xanh ở đây các ạ. Tìm chỗ nào vắng vắng đây đây đây, vắng vắng này. Không được à? Ô đây, nếu mà là cây xanh thì được à, hình như là phải đúng cái vùng đất của nó ấy, bởi vì là anh em nhìn thấy cái vùng này thì nó là cái vùng đất màu xanh mà, thế nên không được, mình chỉ ấn vào cây xanh thôi, cái vùng đất đỏ thì mới ấn là vào cái nấm đỏ, rắc rối nhở, đúng là địa ngục anh em nhở. Ok, tiếp tục với căn nhà tuyệt vời của tôi thôi các bạn. Ok các em nhá, thế tôi cứ tưởng là tôi sẽ có cái loại gỗ màu đỏ. Thực ra là ở xung quanh nên nó cũng có một cái rừng màu đỏ đấy. Hồi trước cái lúc mà tôi đi farm mà tôi lên level 30 ấy là tôi cũng đã chạy ngang qua cái chỗ đấy. À, nhưng mà bây giờ tôi quên bố đường qua đấy rồi. Quên rồi. Đó, ta lắp lại một tí anh ạ, ta lắp lại một tí cho đẹp. Ok anh ạ, bây giờ chúng ta cùng xây này. Có gỗ rồi, ngon quá. Tiền thì là chúng ta sẽ ta sẽ xây thế nào nhỉ? Nào nhá. Tường chưa anh em, xây tường trước, xây tường trước. À, đây 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 đây. Lắp cái này vào nào. Ôi. Ui à. Ok. Cái xây tường trước hả? Chúng mình chắp vá kiểu này cho đẹp. Đấy, chắp vá, chắp vá, chắp vá. Đấy, chắp vá như vậy. Sau ngồi chúng mình sẽ chắn nó vào á, chắn nó vào. Ê? Được không? Được anh em ạ, được 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 được. Ok, đó. À này nó còn thừa đúng một ô ở giữa luôn này, này là mình để ấy được luôn này, ngon quá, mình để cửa luôn đẹp quá. Đấy, xong easy anh em ơi. Nhà tôi đẹp không? Đấy. Cái này mà tôi mà làm hướng dẫn đăng lên mạng chắc là lượt view là mấy triệu sắp luôn chứ, lượt view là mấy triệu view luôn chắc chắn luôn. À, em chào anh. Vào thăm trà em hả anh? Này anh có giường này, anh muốn nằm không? Ấy, anh thích nằm nhá. Mà thôi anh đừng có nằm nhá, anh nằm nó nổ nhà em đấy. Anh thích cứ nằm nhũ rồi. Tôi cứ dần tiêu đấy anh ạ, từ 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 từ. Đấy, anh ở yên đấy cho em nhá. Trời ơi. Cư dân đầu tiên của tôi kìa mà. À, chúng mình có trồng được cái này xuống không? Ô được này, hô. Được anh em ạ, thì như vậy thì là mình có được đi lên để mình thăm cái lợn rồi, cứ mỗi lần mình muốn thì mình cứ xuống mình gặp cái lợn xong một chốc mình đi lên đúng không? Mình đi lên. Ô. Trời ơi anh lợn. Đấy, để tôi đặt cái rừng xuống cho anh ấy. Đặt cái rừng xuống cho anh em ạ. Không được à? Nào, không được anh em ạ. Anh lợn anh to quá. Anh đừng chặt cái đường mà tôi đặt rồi. Tôi thiết kế cái shroom line tiếng nào. Đấy, ta sẽ để cái shroom line vào đây. Đẹp phải ạ, đẹp 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 đẹp. Ôi, xong xong xong. À, xong một cái ở chỗ cửa nhà đi ấy, mình đi vào cái mình gặp một cái shroom line luôn. Đấy, quá đẹp anh em ạ. Để tôi phá cái nền này đi, tôi thay bằng cái black stone anh em ạ. Đào khá là nhanh. Ôi từ từ anh lợn nhá, cho anh đứng ở dưới đấy cho em nhá. Rồi black stone này. Anh lợn có vẻ khá là ngoan đấy anh em ạ. Ấy đấy, vừa nói xong ông
Ông xuống đi ông ơi. Lạng sắp thoát rồi. Đây người đồng đội của tôi cơ ạ. Tôi sẽ gọi đây là anh Hiển. Xuống đây anh Hiển ấy. Trời ơi. Có vẻ là anh Hiển rất muốn tự do anh em ạ. Tôi cũng hiểu cho anh Hiển anh em ạ. Khổ. Ai mà chẳng muốn tự do đúng không? Hay thôi anh thích ở đâu thì anh cứ cứ đi nhá. Cứ tự do như ở nhà anh nhá. Nhà của em thì cũng là nhà của anh thôi. Rồi. Anh lợn này thì anh ăn đi chả. Anh ăn nấm không? Em cho anh cục này. Này, ăn đi. Đấy, tôi đang cố gắng để lấy lòng mình lợn này các bạn. Đấy, anh ăn xong rồi cho anh xuống cho em cái. Xuống kìa. Rồi, cảm ơn anh ạ. Ok. Đấy, một anh lợn. Cực kỳ kêu các bạn, cực kỳ cute. Ok, đây, chúng ta ấy xong nhà rồi, easy quá nhở. Này là nhà kho. Tôi tính là tôi xây thêm cái mái này anh ạ. Tính xây thêm cái mái trên mà cái nhà này trơ trọi quá. Được rồi, xây thêm cái mái này trông bên ngoài cho đẹp anh ạ. Đây, từ chặt cái bên này đẽ chứ trông bên này nó kiểu nó hơi cổ kể, trông nó hơi vuông quá, trông nó hơi ngu. Ok các mày. Rồi, xong rồi. Anh Enderman, anh muốn vào thắp nhà không? Anh Enderman này. Anh Ender ơi. Anh không thăm nhà em à? Anh khinh em à? Anh khinh em à? Anh khinh em. Ở đâu ấy? Có ra ngọc không? Ra được một viên anh ngọc. Ủa ơi. Mình có cái lúc tinh ba này là ngon lắm. Khi nào mà mình vào trong end ấy là mình farm cái bọn Enderman là farm gọi là easy luôn anh em. Easy luôn. Có đặt tôi vào đây không? Này. Đặt cho anh tí cỏ. Thỉnh thoảng thì anh thích thì anh chơi nhá. Không cho tôi đặt đấy các bạn. Tôi không biết là nó bị sao ấy. Nhưng mà nó không cho tôi đặt cỏ. Hình như anh lợn là anh không thích cỏ rồi. Ủa anh em nhìn cái Enderman. Nó đánh mình mất hơn một nửa cái bình máu luôn kìa. Căng nhở. Ở trong đó giáp tôi giáp full nhá. Phàm tí ấy các bạn. Phàm tí. Anh Enderman anh ấy đang cầm cái cục cỏ xanh. Thế quái nào mà anh Enderman này thì anh lại không đánh tôi nhở. Tôi thấy anh không có rung lên đấy các bạn. Lạ thật. Hình như là bị lag ấy. Đây này anh em ạ. Thì là cái cục cỏ xanh này thì nó có một cái đặc tính khá là hay. Nên anh em mà cầm cái cục cỏ xanh này đó. Xem đặt xuống dưới này. Đặt xuống dưới này. Đó đúng không? Đúng không? Thôi chết cha tôi rồi. Tôi chết cha tôi rồi. Tôi phải đào một ô đi đã rồi tôi mới đặt chứ. Trời ơi. Đâu à đây rồi anh đây rồi xuống anh ơi xuống đi anh xuống đi anh xuống đi anh ơi cứ bình tĩnh anh á à, chà muốn trốn thế cả rồi anh trốn ai à. Được rồi tôi làm cái nào tôi làm cửa nào làm cửa đặt vào đây đi cửa làm nào nhở đây hãy sau cái cửa của cái này cực đẹp anh em nhé cực đẹp luôn này tôi đặt cho anh em xem nếu đẹp không đẹp không. Đây. À, đây. Đó. Đẹp chưa? Nhưng mà thực ra thì bên cạnh mà nó cũng hơi xanh xanh này thì nó không hiện rõ được cái cửa cho lắm nhỉ? Có cái loại gỗ gì tôi thay vào không? Có cái loại gỗ gì chả lẽ mình lại dùng gỗ ở ngoài đời mình dùng cái gỗ nâu đấy không được. Đó, dùng cái nether rồi đi. Chào anh. 1 2 Khỏe phết anh em ạ. Đấy, anh có đẹp không? Đẹp rồi đúng không? Đẹp rồi. Xong rồi. Bảy ngọc vô. Bảy ngọc. Ok, bây giờ tôi sẽ xây một chút mái anh em ạ. Xây một chút mái xem nào. Xây một chút mái. Từ từ. Tôi phải làm cái rương đấy anh ạ. Tôi phải làm hai cái rương thì tôi còn để đồ chứ. Đúng không? Ok. 1, 2. Đấy, anh thấy rương thì chắc là lần đầu mà anh thấy rương đúng không? Em biết rồi. Anh ở quê mới lên đúng không? Khổ thân. Theo coi. Bây giờ tôi sẽ để chút đồ. Cất chút đồ này các bạn. Cất chút gỗ này. Bon meal cái thứ này. Đó. Xong bây giờ chúng ta sẽ làm cái ấy này. Cái đâu nhở? Cái stair và cái slab để chúng ta làm cái mái.
1, 2, 3, 12 cái là tôi nghĩ chắc 16 cái gì nhỉ. Xong mình dùng cái slab nữa, mình làm slab nữa. À, 24 cái, ok. Chúng ta sẽ là tôi làm cái mái cho anh em xem này. Một cái mái rất là xinh. Rất là xinh. Ồ. Đâu rồi, tôi làm mái nào ta? Nơi bây giờ làm mái nào anh em ơi? Một. Đẹp không? Hai. Hai. À. Sao mà tôi thấy nó hơi cao anh em nhỉ? Nó hơi cao quá đúng không? Sao nó hơi cao ta? Đây này đi. Một. Hai. À. Ok các bạn. Xong ta xây này. Đây là đúng chính giữa này. À, đây là đúng chính giữa à? Ngon quá. Chính giữa xây lên. À. Xong lại cuốc của tôi đâu rồi? À, không cần phải cẩn thận anh em, vì trong này làm gì có creeper đúng không? Chỉ có anh thôi nhỉ. Trong này chỉ có anh thôi. Anh nhỉ? Anh nhỉ? Anh nhỉ? Ôi, bạn loạn, bạn đứng lùi ra nhá. Tôi không đùa bạn đâu đấy. Ồ, hình như anh lợn này là anh muốn vào thăm nhà tôi anh em ạ. Anh vào đi anh. Này, vào đi anh. Phải phải đuổi anh cái vào anh em ạ. Vào anh ơi. Vào đi anh. Đúng rồi. Đấy nha anh em nhá. Cái này là kịch bản của những phim bắt cóc đây anh em nhá. Đó là thằng bắt cóc của nó sẽ cố gắng nó đuổi nạn nhân vào trong nhà của nó và sau đó sẽ đuổi xuống hầm. Đấy. Rồi, tôi đã thành công để bắt cóc anh lợn rồi anh em ạ. Thành công rồi. Mỹ mãn luôn đấy. Ok. Tiếp tục với cái mái nào. Một. Đây. Ba. Bốn. Đấy. Đẹp không anh em? Đẹp không? Nhưng mà chỗ này nó hơi ấy à? Nó đi nó hở ra một cục các bạn gì? Quái nào mà tôi đào ở đây nó ra tận hai cục luôn à? Ai? À, tôi sẽ lấy một cục màu xanh của tôi để vào này. Màu xanh rồi. Cục màu xanh của tôi đâu? Ok. Tôi đặt vào đây. Đẹp không anh em này? Ở đây nữa, đây nữa, từ từ tôi phá góc rồi đi ấy, tôi phá góc rồi đi rồi tôi đặt cục màu xanh vào. Đấy, thì này mới là nhà chứ. Không, này mới là nhà chứ. Rồi. Tạm biệt anh lợn. Ok các bạn. Thì tôi xây nhà trong ngoài này cũng là có mục đích đây anh em, chứ không phải là xây nhà cho vui đâu. Vì tôi muốn gọi là có một cái chỗ để đồ này, thỉnh thoảng mình đi là mình còn quay lại được đây này. Để tôi ấy ấy tiếp nào, tôi làm thêm cái rương nữa anh em ạ, có hai cái rương. Đấy, ok anh em nhá. Bây giờ ấy, anh em, bây giờ ấy tôi sẽ cất chút đồ, sau đó thì chúng ta cùng đi tìm fortress anh em ạ. Đã đến lúc mà chúng ta cần phải tìm fortress rồi, bởi vì tôi cũng rất là muốn làm thuốc anh em ạ. Tôi lâu ngày quá tôi chưa có chơi thuốc, tôi rất là nghiện thuốc rồi. Tôi phải làm thuốc mới được. Ok, anh em đợi tôi tí để tôi về thế giới thực tôi cất đồ nhá. Ok anh em nhá. Anh em ơi, anh em có nhìn thấy cái pha vừa rồi không? Tôi nhặt được nước bắt gát luôn này anh em ơi. Tôi đang check thử xem là cái map này thì mình có dùng được ở trong địa ngục không. Đó, và tôi nhận ra có vẻ là mình không dùng ở trong địa ngục rồi anh em ạ. Bởi vì tôi thấy cái chấm trắng nó chả di chuyển tí nào. Đây, cái lúc mà tôi chạy này này, thì tôi thấy cái chấm trắng có chả di chuyển một chút nào anh ạ. Dù tôi có chạy hướng nào thì tôi cũng thấy thế. Nên là tôi nghĩ chắc là mình không dùng ở trong địa ngục rồi. Ôi. Quái nào mà lại có thêm hai anh nữa rồi. Dạ em chào hai anh ạ. Hai anh đừng có à, đúng rồi đúng anh, đúng rồi anh ơi, đúng rồi anh ơi. Đúng rồi anh. Còn anh, thì anh cũng muốn ra kia không? Ok anh em ạ, tôi cũng đã được khá khá là để cất cái nước bắt gắt vào đây. Cái gun powder này cất tạm vào đây đi. Dạ, cái gun powder này chỉ ở ngoài kia thôi, nào cầm về. Đó, tôi cũng đã cầm được khá khá đồ rồi. Chuẩn bị được khá khá rồi đấy. Anh cũng phải nhìn thấy là tôi có khá nhiều vàng này đó. Và đây tôi đã làm cái nón vàng rồi đó, nón vàng và toàn bộ còn lại là ấy, làm nón vàng để cho bọn Piglin nó không đánh mình đấy đúng không? Ok anh em ạ, chúng ta cùng lên đường đi tìm Fortress thôi anh em ạ.
Ok, tôi thử nghĩ tí nào. Bây giờ thì đồ vàng, vàng có nên cầm theo luôn không? Vàng có nên cầm theo luôn không ta? Nhưng mà tôi nghĩ là cái nón này thì để ở nhà đi. À thôi thôi, cái nón này protection 3 cũng quan trọng, anh em cứ cầm đi. Đấy, cứ cầm đi được, còn tôi nghĩ là mình đủ rồi đấy nhờ. Nghĩ là mình khá là ok rồi đây anh em ạ. Để chỉnh kiếm cái thứ vào đã nào. Kiếm cuốc này. Đấy vào này. Xẻng vào này. Nước, thực ra mà nước ở trong này làm được cái gì. Thế nhưng mà tôi cứ quen mang nước ở đây các ạ. Ok các em nhá. À, ui dồi ôi. Ngon quá, tôi tiện tôi farm một vài anh Enderman luôn. Còn mà anh ở đâu đây rồi? Dạ chào anh ạ. Ôi, thì là cái bọn Enderman này thì mình nhìn vào mặt nó thì chỉ đứng yên thôi nhá, chứ mình tới gần nó thì nó chạy luôn rồi. Nó chạy luôn thì nó nhanh quá. Anh, sao anh không lên đây? Không biết là bọn nó bị sao ấy anh ạ, nhưng mà chúng nó không chịu lên. Ok anh ạ, chúng ta cùng đi khám phá đây. Tôi, ô, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Tôi vừa mới nghĩ xem là nó ở đâu mà đã thấy rồi này. Nào. Nào, ái chào rồi. Ô hay nhở. Ô anh kia về. Cái nón vàng là nó mạnh bằng cái nón rùa hả? Đội cái nón rùa lên thì cũng bị thiếu đi một nửa cái giáp kìa. Đội cái nón vàng lên là cũng bị thiếu một nửa cái sắp. Ôi cái quái nào, sao mà cái nón vàng mạnh thế? Ok anh em ạ, đây ạ. Đây nhá anh em nhá, thì mấy cái thì ở trong địa ngục mà này, chúng ta đi là chúng ta rất là dễ bị lạc được anh em ạ, bởi vì là nó anh em có biết cái la bàn không? Cái la bàn là nó sẽ chỉ về cái chỗ mà chúng ta spawn nhá. Đó. Nhưng mà trong địa ngục ấy thì làm gì có chỗ chúng ta spawn đúng không? Bởi vì là chúng ta đặt giường và chúng ta ấn vào giường để chúng ta set cái điểm respawn là cái giường nó nổ luôn mà. Đúng không? Đó. Thế nên là cái la bàn mà cầm trong này là nó bị quay như điên luôn. Đó, nên là chúng ta không thể dùng cái la bàn trong này được, nó rất là khó. Vậy nên là muốn tìm đường về trong ấy là anh em phải có một cái vật phẩm nó khá là hay, nó gọi là cái lốt stone ấy. Cái lốt stone ấy khá là hay, nó sẽ giúp cho cái la bàn của anh em nó cứ chỉ về cái lốt stone ấy suốt. Đó. Nếu mà anh em mà không có cái lốt stone ấy thì anh em sẽ phải dùng đuốc và anh em cắm thì kiểu là anh em phải đánh dấu đường ấy. Đó. Hãy tôi đào cái này tí thì tôi lấy kinh nghiệm để tôi hồi để tôi sửa cái ấy của tôi đấy. Anh có thể nhìn thấy quốc của tôi được sửa khá là nhanh. Đó. Ok anh em nhá. Anh em đợi tí để tôi chạy đi tôi tìm cái for chest thử em sao nhá. Ok. Khi nào tôi tìm thấy tôi sẽ quay lại với anh em.
Ok anh em ạ. Ok. Tôi đang ở một cái chỗ rất là xa với cổng ở đây, nhưng mà vẫn chưa có thấy cái fortress nào cả anh em ạ. Khá là khó khăn anh em ạ, khá là khó khăn. Nè, tôi nghĩ là bây giờ là tôi sẽ tiếp tục đi tìm. Tôi tiếp tục đi tìm, tôi vừa đi tôi vừa đánh dấu đường lại anh em ạ. Em xem thẻ tái thiện xảo tôi này. Ui rồi ôi, giỏi không? Sira. Ui rồi ôi, thần đồng đất Việt anh em ạ. Ok anh em ạ, đó thì hôm nay tới đây thôi anh em nhé. Sang buổi sau rồi chúng ta cùng tiếp tục anh em nhé. Tôi sẽ cố gắng tôi tìm tiếp cái fortress để sang buổi sau vào cái chúng ta sẽ cùng đi cái fortress anh em ạ. Ok anh em nhá. Chào tạm biệt anh em nhá. Yêu anh em rất là nhiều.